tiểu sử ca sĩ Ý Lan Ý Lan là nữ ca sĩ người Mỹ gốc Việt tại hải ngoại. Bà tên thật là Lê Thị Ý Lan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Trong một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, mẹ là danh ca Thái Thanh, cha là tài tử Lê Quỳnh. Ca sĩ Ý Lan là trưởng nữ trong gia đình gồm năm anh em sơ cô học tiểu học và trung học tại. Sài Gòn, tuy gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng bà đi vào lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp khá muộn. Đến cuối thập niên 1983 mới trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và ra mắt CD nhạc đầu tiên. Ca sĩ Ý Lan hiện sống tại California, Mỹ, 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt được đến đỉnh cao trong nghề nghiệp nhưng ý lan vẫn luôn nuôi dưỡng niềm hạnh phúc nơi cô là sẽ được hát mãi mãi vì dù sau này có già không ai nghe mình nữa thì vẫn được hát cho mình nghe vì còn hát được là còn hạnh phúc